Chào các bạn, tôi đang có mặt tại gian hàng Mercedes-Benz tại triển lãm Bắc Kinh Motor Show. Và ngay sau lưng tôi là chiếc C-Class bản nâng cấp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chiếc C-Class bản nâng cấp có gì đặc biệt. Thứ nhất là về ngoại thất này. Ở bên Trung Quốc thì họ hay có phiên bản L, phiên bản kéo dài. Mặt ca lăng nhìn rất là đẹp và ấn tượng. Cái đầu xe đã có sự thay đổi về mặt ca lăng này, hộp gió, lưới tản nhiệt này. Và đây, cụm đèn là cái cụm dễ nhận ra nhất. Đèn LED định vị ban ngày nó như thế này đây. Ở trong nó có một cái đèn multi-beam to, rất là đẹp. Và những cái bóng thủy tinh thì nó không phải là hình tròn nữa mà nó lại dài. Nó dài như thế này đây. Hai cái, đây là cái multi-beam. Không biết về Việt Nam thì có bị cắt đi không hoặc là vào phiên bản option thấp hơn. Đó, rất là đẹp. Bộ mâm của phiên bản này tôi nghĩ phải lên đến 19 inch, rất to. Rất to, vâng, 19 inch chính xác. Mâm mới rất đẹp, mâm AMG luôn. Chúng ta hãy nhìn tổng thể nhá. Bây giờ đã vắng đỡ rồi. Đó, đây là chiếc C-Class bản nâng cấp. Tôi sẽ đi một vòng trước rồi chúng ta sẽ vào trong nội thất sau. Nội thất mới thấy đẹp, mới đáng nói. Đó, là sự là các bạn chịu khó nhá, hôm nay tôi không mang gimbal nên hơi rung một tẹo. Về form thì không có quá nhiều thay đổi đâu, vẫn giống, gương vẫn thế. Ở Trung Quốc thì những cái phiên bản mẹc mà bản chụp cơ sở dài thì nó hay có cái logo kiểu này này. Đấy, logo hình chữ L. Đó, đây, phần đèn hậu cũng rất đẹp. Đèn hậu này làm tôi liên tưởng đến một chiếc Genesis. Nó có gì đó ấy thôi, nhăn nhác thôi nhưng mà thực sự là cực đẹp. Rất đẹp. Để gần vào nhìn nó kỹ nha. Nó gồm hai cái dây LED bao xung quanh này và ở trong nó có rất nhiều ngăn. Rất là nhiều ngăn này, lúc đạp phanh nó sẽ sáng tất cả những cái ngăn này lên và rất đẹp. À, phiên bản C-Class L Sedan. Phần đuôi xe cũng đẹp. Không có quá nhiều cái điểm thay đổi vượt trội nhưng mà chỉ cần đèn thay đổi thôi là chúng ta đã thấy nó khác rồi. Bây giờ vào xem nội thất nhá, nội thất mình đang nói này. Nội thất mới đang nói đây này. Đó, các bạn đã nhìn thấy chưa? Nó đẹp chưa? Màn hình kéo dài nhá. Cái màn hình dài này thì ở Việt Nam đã độ được rồi. Có cả bản chính hãng lẫn bản không chính hãng. Bản chính hãng thì tất nhiên là giá rất đắt rồi. Đây là 4. Đó, anh kia đang đo cái đầu nhá. Các bạn đã nhìn thấy đầu anh ấy. Đó, đầu hai nắm tay. Đầu khá rộng. Giờ tôi sẽ dí vào trong để cho các bạn nhìn nhá, trong nội thất nhá. Đây rồi, chúng ta vào nội thất rồi. Bật cái lên thế nào. Ô, cái bảng đồng hồ là cái màn hình cực đẹp. Wow, rất nét và cái hiển thị thì đẹp vô cùng. Đây là cái vô lăng đời mới. Thực sự mà nói thì lúc đầu nhiều người nghĩ rằng cái vô lăng đời mới kiểu này nó hơi rối rắm và nó hơi nhiều nút quá. Nhưng mà nhìn nhiều thì chúng ta thấy nó thực sự là đẹp. Nói thật nó đây. Và đã chuyển cái cần nổi nổi kia, cái gật gù, cái hình mỏ vịt kia thành cái bản trackpad. Nó chìm như thế này, nhìn nó ấn tượng hơn và nó dễ điều khiển hơn. Nuột, khá là nuột. Cũng được trang bị sạc không dây luôn. Ốp gỗ sần mờ không bóng, rất đẹp. Đó, đây là C-Class bản nâng cấp. Chúng ta nhìn vào loa Burmester, chúng ta sẽ vào khoang sau xem nó như thế nào. Đó, phiên bản L luôn luôn là phiên bản có khoang sau rất rộng. Các bạn hãy nhìn vào đầu gối của cái anh kia. Nếu mà phải thêm một cô ngồi ở trước nữa thì phải may ra mới chặt được. Đó, nhìn chưa, nhìn đầu gối kìa, nhìn đầu kìa. Ô hồ,
cái cửa gió điều hòa nhá, các bạn nhìn thấy nó cũng tan xe đi. Đẹp. Cái cách chỉnh những cái nút bấm ở dưới nó cũng rất đẹp. Sorry. Đó. Rất rộng. Rồi, đây là C-Class 2019 bản nâng cấp. Và dự kiến là nó cũng sẽ được trang bị động cơ 1.5 turbo và công suất không giảm đi là mấy. Như vậy là phiên bản rẻ và như thế thì quá ổn. Hy vọng rằng nó sẽ sớm về Việt Nam để chúng ta có thể ngắm cũng như là mua với mức giá hợp lý. Nếu như nó sản xuất ở Thái Lan, nếu như được sản xuất ở Thái Lan và được áp với cái mức thuế 0% thì quá tuyệt vời. Và nếu lắp ráp ở Việt Nam thì chắc chắn là nó cũng khá rẻ, nếu như động cơ thay đổi 1.5, thuế giảm, vân vân và vân vân. Hãy cùng chờ đợi. Nhưng mà dự kiến đây sẽ là một mẫu cực hot cùng với chiếc A-Class mà tôi vừa giới thiệu. Hai mẫu xe mới của Mercedes, dòng xe sang đến từ nước Đức. Rồi, xin chào. Các bạn hãy subscribe kênh YouTube của chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục đem đến cho các bạn những video hay và hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Xe Hay.